Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and bed all sapled everywhere. Đây mọi người, review chân thật về sông Đà cho mọi người xem. Đó, đây nha, kia là cái cầu tiếp bên kia kìa mọi người. Đó, trời đất ơi, không biết là cá có chết không mọi người, nó nóng quá. Trời đất ơi, sông Đà đấy. Đây nha mọi người nha, mình đang đứng ở trên cầu đây, nước giờ cạn hết rồi đây. Quá kinh khủng. Mình đi xuống dưới nhưng mà không biết đường để xuống nhé mọi người. Bên kia chắc là xuống được kìa. Đó, con sông Đà đây. Mọi người xem nhá. Đây, nước sông Đà nó xuống như này cơ mà. Đó, nhiều chim én. Chiu 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 chiu. Mình định xuống dưới chân cầu để quay review cho mọi người xem, nhưng mà mình chỉ bay flycam thôi, mình không biết đường để xuống mọi người ạ. Bây giờ mình đi về Thuận Châu đây mọi người. Bye bye.